Chúng tôi chào tái ngộ quý vị và các bạn. Và giờ đây xin hãy hát với nhau bài hát Lễ Vật Giao Hòa, để xin Chúa cho chúng ta một lòng khao khát dâng lên Chúa những lễ vật thiêng liêng, không những lễ vật là những của cải, những hoa trái đầu mùa do bàn tay chúng ta làm, nhưng lễ vật thiêng liêng đó là chính tình yêu thương và lòng tha thứ đối với kẻ khác. Mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, đi hiệp dâng lễ đó, thì thường thường chúng ta nghĩ đến cái của lễ đó là một chút tiền mình đóng góp cho nhà thờ, cho giáo xứ, hoặc là một bó hoa, một cành hoa dâng cho Chúa, cho Đức Mẹ, giống như là cái của lễ. Hay là ngày xưa người ta có chiên cừu, hoa trái để dâng lên cho nhà thờ, đền thờ. Thì thực sự ra những cái của lễ đó dù sao cũng chưa phải là chính yếu nhất. Cái của lễ quan trọng nhất đó là cái tấm lòng của chúng ta, đó là cái tấm lòng giao hòa của chúng ta đối với Chúa và đối với anh chị em. Thậm chí cái tấm lòng tan nát đến với Chúa, không có gì cả, tay không, nhưng mà một tấm lòng tan nát thống hối, giống như bà Maria Magdalena, giống như cái người thâu thuế đứng cuối đền thờ, cũng như là những cái tâm hồn ăn năn thống hối trở về với Chúa, thì đó là của lễ đẹp lòng Chúa nhất. Hoặc là cái tâm hồn giao hòa với anh chị em, đến để nói với Chúa rằng: lạy Chúa, giờ đây con không có gì dâng lên Chúa, nhưng con có cái người này người nọ, gia đình con, người này người kia mà con mới giao hòa được, con mới tha thứ được, hay là con mới trong lòng con đã tha thứ được. Thì thiết nghĩ đó là của lễ rất là cao cả. Đó, đấy là một cái điểm rất là đặc biệt trong đạo Kitô giáo. Vâng, và là lời nhắc nhở của tất cả anh em chúng tôi đến với tất cả quý vị và các bạn, những người mang danh nghĩa là Kitô hữu, thì chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của chính Chúa Giêsu để sống cái lời Chúa nói: ta cần tấm lòng thành hơn là những của lễ toàn thiêu, phải không ạ? Đôi khi những của lễ đó chỉ mang tính biểu tượng thôi, những đồng bạc lẻ trong bóp của chúng ta, một vài cành hoa chúng ta đem đến chỉ là những biểu tượng thôi, thưa quý vị và các bạn. Đối với lòng nhân từ và yêu thương mà Chúa đã ban cho chúng ta tất cả mọi sự trên đời này, vì thế chúng ta hãy ý thức cái điều đó, một cái tâm tình khiêm tốn, muốn thay đổi, muốn cải thiện cái liên hệ yêu thương. Và khi chúng ta đến dự lễ, hãy nhớ đến những cái liên hệ đó, rồi đem những người anh chị em đó dâng lên trong cái lời nguyện của chúng ta nữa. Thì trong thánh lễ chúng ta thấy dù cho mình có đạo đức nghiêm chỉnh thế nào, thì trong thánh lễ cũng phải có cái phần chúc bình an cho nhau. Nó có ý nói rằng,
nãy giờ mình hướng lên Chúa, tạ ơn Chúa, xưng thú tội lỗi với Chúa, rồi cử hành thánh thể, nhưng mà cũng phải nghĩ đến cái việc chúc bình an, nghĩa là cũng phải nghĩ đến anh chị em xung quanh để mà giao hòa, để mà khoan dung, để mà yêu thương. Vâng. Đó, chúng ta thấy cái thánh lễ nó đặc biệt ở chỗ đó. Vâng, và khi mà chúng ta chúc bình an cho những người đứng xung quanh chúng ta đó, tôi hy vọng là chúng ta cũng suy nghĩ chút xíu đến, tưởng nhớ đến những người mà hay xung khắc với chúng ta không có mặt ở đó, để rồi trong tâm hồn chúng ta chúc bình an với họ. Đó là cái điều vô cùng đẹp, đẹp vâng. Đẽ trước mặt Chúa. Vâng, thì nói gì thì nói, nó vẫn khó. Cái hành động tha thứ trong tư tưởng cũng như trong lời nói để tha thứ đó, nó luôn luôn nó khó. Bởi vì nó khó cho nên nó là một cái nhân đức, phải có ơn Chúa, phải có cố gắng, phải có niềm tin chúng ta mới thực hiện được. Mà để giúp cho chúng ta thực hiện được điều đó, Chúa dạy trong cái dụ ngôn bài phúc âm Matthew chương 18 hôm nay này, khi mà ông Phêrô đến hỏi đó, thưa thầy, nếu anh em con xúc phạm đến con tha thứ mấy lần, 7 lần không? Thì Chúa nói không phải 7 lần mà 70 lần 7. Vâng. Chúa nói dụ ngôn này. Nước trời giống như một ông vua kia đi đòi đầy tớ của mình thanh toán sổ sách, thì có cái anh này nợ của vua quá nhiều đi. Thì anh 10.000 yến vàng, 10.000 lạng vàng, chúng ta cứ nói nôm na là như thế. Thì anh ta đến, anh ta có vợ con, bây giờ nghèo quá, không có một đồng nào để trả cho vua cả. Thì vua thấy tội nghiệp quá, vua tha nợ luôn. Thôi anh đi đi, ta tha nợ hết cho anh. Chứ đúng ra thì phải làm sao? Đúng ra là phải bán hết của cải. Bán hết của cải. Bán cả vợ con. Vợ con, và trả cho tới chết. Bỏ anh này vào tù, và sẽ trả cho đến đồng xu cuối cùng. Đó. Cũng không trả hết nợ này. Thế mà nhà vua đã thương tình, thương xót cho anh ta đi và tha nợ luôn. Anh ta đang đi ra, chưa kịp về đến nhà, vừa đi ra ngoài đầu ngõ kia, gặp một người bạn của mình, cũng mượn mình, có một giá trị, có 100 mà 100, 100, nói nôm na là 100 đô la đi. Tức là rất là nhỏ so với 1.000 nén vàng kia, 10.000 nén vàng kia. Thì anh ta, cái anh nợ anh 100 đô la đó, chỉ nói rằng thưa, cũng xin anh ta xin cho tôi khất lại, xin cho tôi khất, tôi đang là không có tiền. Thì anh này ngoan cố, tóm cổ, đánh rồi bắt, nhốt anh kia vào tù để bắt anh đó phải trả. Thì ông vua mới tha cho anh này 10.000 nén vàng nghe được điều đó. Thì nhà vua đã nổi giận, bởi vì thấy anh này quá đáng. Thế là cho gọi cái anh này vô và nhốt vào tù, và ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng cho đến khi trả đồng xu cuối cùng. Vâng. Thì Chúa Giêsu nói cha ta trên trời cũng vậy đấy. Thì ý Chúa mới nói cho chúng ta rằng cái động lực mà chúng ta tha thứ cho bạn của chúng ta đó, nó phải có, bởi vì Chúa luôn yêu thương và tha thứ cho chúng ta nhiều gấp lắm, hàng triệu lần, cỡ như là hàng triệu cái nén vàng đó. Chúa dựng lên chúng ta này, Chúa cho chúng ta cuộc sống hơi thở này, Chúa hằng tha thứ cho chúng ta này, Chúa gìn giữ chúng ta trong cuộc đời này, Chúa cho chúng ta được ân sủng, được nhiều, được cơm ăn, được bạn bè, được gia đình, được đủ thứ này. Rồi những lần chúng ta phạm lỗi, Chúa tha thứ cho chúng ta. Tội. Trong khi anh chị em của chúng ta đôi khi có phạm cỡ nào với chúng ta đó, thì nó cũng chỉ là cái lỗi thôi, cái nợ nhỏ nhỏ, cái lỗi nhỏ nhỏ thôi. Chính vì thế mà cái câu chúng ta đọc trong kinh lạy cha đó, xin cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ với chúng con, đúng ra đó, đối với Chúa là tội. Đối với anh chị em chúng ta chỉ là cái nợ, cái nhỏ, cái lỗi nhỏ thôi. Ừ. Đó. Vâng. Và cái con số chênh lệch nó là như thế. Theo chú dạy Kinh Thánh thì nó có thể so sánh như thế này cho dân. 10.000 yến vàng có thể so sánh với lại 60 triệu đô la. Ha? So với lại 100 đô la. 60 triệu đô la. 99.99% con người của chúng ta đi làm lụng bình thường không thể nào trả hết nếu chúng ta mắc một món nợ như thế, có đúng không cha anh? Nếu mà làm bằng mồ hôi nước mắt của mình, không kể một vài triệu phú kia thì cũng tính rồi. Trong khi đó 100 đô la so với 60 triệu chả ăn thua gì. Và vì thế mà Chúa đã dùng cái hình ảnh này một cách rất là chân thật để cho chúng ta thấy cái thực tại thiêng liêng. Chúng ta mắc nợ với Chúa bao nhiêu, Chúa cho trả hết rồi. Chúa cho hết rồi. Vì thế cho nên cái lời mà chúng ta đi rao giảng để giúp cho con người tha thứ cho nhau á, phải phát xuất từ Chúa. Vâng. Phải nhận ra Chúa, phải nhận ra ân sủng của Chúa ban cho. Chứ không phải là vì tôi và anh. Chúa hằng tha thứ cho chúng ta thì chúng ta mới tha thứ được. Sở dĩ con người vẫn chưa tha thứ, hay là kể cả những người gọi là trong đạo Kitô giáo chưa tha thứ được, là bởi vì chưa cảm thấy rằng mình được Chúa tha. Đó. Đó. Vâng, thì đó là cái điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ngày hôm nay. Để
nhận để được một cái ơn nhận ra Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta biết bao nhiêu lần trong suốt cuộc đời, nó lớn như là biển cả so với một ca nước mà chúng ta cầm trên tay, đó là lỗi tội của một số anh chị em phạm với chúng ta. Thì khi đó chúng ta cảm nghiệm được cái biển cả mênh mông Chúa dìm chúng ta xuống đó, thì chúng ta mới thấy cái ly này, cái cốc này nó quá nhỏ bé, và chúng ta mới có cái động lực quy hướng về Chúa là như thế. Cha Danh muốn hát cái bài gì đối con, với cái con nợ Cha bao nhiêu ơn Chúa, bao nhiêu ơn Chúa con còn nợ Cha. Và còn nợ Chúa cuộc đời. Thưa quý vị, thì thật sự ra chúng ta nợ Chúa rất là nhiều. Chúng ta nợ Chúa biển trời mênh mông, chúng ta nợ Chúa cả cuộc đời, cả hơi thở, cả niềm tin, cả một cuộc sống, cả ơn cứu độ Ngài ban cho chúng ta. Trong khi đôi khi chúng ta cứ muốn kể công với Chúa thì không bao giờ đúng, bởi vì Chúa quá yêu thương chúng ta. Một người con nào cảm thấy bố mẹ mình yêu thương mình quá sức cũng đã cảm động rồi, đúng không? Cũng đã cảm thấy rằng công lao của cha mẹ đã như trời biển rồi, huống chi là Thiên Chúa dựng nên chúng ta và hằng ban ơn và đặc biệt là tha thứ cho chúng ta, thì cái ơn đó vô cùng lớn lao. Chính vì thế mà trong những lời nguyện mà chúng ta đọc trong thánh lễ đó hay nói lên cái tư tưởng này, đúng không? Vậy. Là Chúa quá yêu thương, Chúa ban con một ngày, Chúa tha thứ, Chúa chúc lành, xin Chúa giúp cho chúng con biết trở nên giống Chúa hơn. Đó, cái lời kinh hay nhắc về những cái tư tưởng này. Vì thế mà chúng ta cần xin ơn của Chúa, cái ơn đặc biệt ngày hôm nay qua ánh sáng tín mừng, là cái ơn cảm nghiệm được tình thương vô bờ bến của Chúa cho chúng ta. Từ khi chúng ta có cái ơn đó rồi, chúng ta mới có động lực để hòa giải với nhau. Chứ không phải là vì tôi tốt lành, vì tôi có được tự do, tôi muốn giải thoát chính tôi, rồi tôi tha thứ cho người anh chị em như một của bố thí. Cũng đúng, cũng tốt thôi, nhưng mà nó tốt nhỏ nhỏ thôi. Nó chỉ là thôi. Cái chiều kích con người bình thường, nhưng mà cái chiều kích thiêng liêng, đạo nghĩa chính xác mà Chúa dạy chúng ta đó, là phải từ nguồn mạch hằng sống của Chúa, từ nơi trái tim cực thánh của Chúa đã đổ tràn ra trên thập giá, mà ngày hôm nay mà chúng ta cùng với giáo hội gọi là lễ suy tôn thánh giá là vậy. Suy tôn lên tình Chúa cao vời đang tuôn đổ những nguồn mạch hằng sống tha thứ yêu thương cho chúng ta. Chúng ta có thể nói rằng trong toàn thể bộ cuốn Kinh Thánh đó chính là câu chuyện tình mà Thiên Chúa hằng tha thứ cho con người, đúng không? Từ đầu cho đến cuối trang Kinh Thánh. Bởi vì con người ít nhiều gì ai cũng lỗi phạm đến Chúa cả, cũng không nghe lời Chúa, không đi theo đường lối Chúa, không quay lưng lại với Chúa, rồi thờ bò vàng, rồi đi theo tiền tài danh vọng vân vân, mà Thiên Chúa vẫn yêu, vẫn thương, vẫn mời gọi, vẫn tha thứ. Đó, chính vì vậy mà bản chất của Thiên Chúa là yêu thương, mà bản chất của yêu thương là tha thứ. Chính vì thế mà chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta có một Thiên Chúa hằng khoan dung yêu thương tha thứ cho chúng ta. Xin cho chúng ta biết noi theo gương Chúa và nhận ra, cảm nghiệm được cái tình yêu này, để rồi chúng ta sẽ có thể tha thứ được. Thưa cha Thái, chúng ta biết rằng nhiều người cảm thấy mình được nhiều ơn, đúng không? Mình được Chúa cho có việc, Chúa cho có tương đối, có đầy đủ tiền bạc để làm những điều tốt, để xây nhà thờ, để giúp người nghèo. Điều đó thì chúng ta thấy có nhiều. Nhưng mà để mà cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương và tha thứ đến cái mức mà mình cũng cần phải tha thứ cho nhiều người á, thì cái đó có lẽ khó hơn. Cái bước đó nó đòi hỏi cái niềm tin và cái cảm nghiệm và cái sự hướng lên Chúa nhiều hơn, để mà có cái khả năng cũng như có cái sức mạnh để tha thứ cho người khác, nhất là kẻ thù của mình. Vâng, rất là chính xác, và thời giờ của chúng ta đã sắp hết. Xin chúng ta cùng đến với nhau trong những buổi chia sẻ như thế này. Chắc chắn những lợi ích thiêng liêng mà chúng tôi xin gửi gắm đến với quý vị là tràn đầy ân sủng của Chúa, và chính Chúa Thánh Thần mới là đấng tác động và làm cho đời sống của quý vị được thăng hoa và tăng trưởng. Cho nên xin hãy cầu nguyện cho anh em linh mục chúng tôi trong chương trình Phaolô mới, và hỗ trợ cho chúng tôi tất cả những cách thức cầu nguyện và những lời khuyến khích để chúng tôi tiếp tục làm công việc của Chúa ngày hôm nay. Lạy xin dâng lên con người nhỏ bé. Có chi đâu, ôi con người ngàn năm mấy thuở.
cả những điều chúng ta làm, những điều chúng ta tuyên xưng, những điều chúng ta liên hệ với anh chị em là để sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Xin hẹn tái ngộ với quý vị vào chương trình Phao Lô Mới kỳ tới. Xin Cha và Con và Thánh Thần. Amen.